Anh ơi, trời ơi, anh này kêu anh mà không mở cửa. Anh ơi, cái gì? Nói đi. Anh mở cửa em mới nói. Anh ơi, em có bầu rồi. Anh ơi, em có bầu rồi. Nhớ cái gì nè? Cô hàng xóm gọi làm tôi giật mình. Có bầu sao lại gọi mình? Tôi vừa ngồi cạnh có tình gì đâu. Anh ơi, em có bầu rồi mà. Oh, we got.